Xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi mình nhận rất là nhiều tin nhắn và comment hỏi cách rõ hơn về cách làm mắm tép. Tại sao mà họ làm như thế này thế kia mà không được. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip thật là ngắn gọn để tóm tắt lại những cái từng bước làm mắm tép như thế nào. Thì các bạn không có thời gian xem chi tiết bằng những clip kia thì có thể xem được những clip này. Thì làm mắm tép thì mình sẽ chia làm hai cách. Cách của mình làm và hướng dẫn là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì các bạn có thể tìm hiểu hoặc là làm theo. Nhưng mà bản thân mình thì mình làm theo cách thứ nhất, nhưng mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách. Cách thứ nhất là cách của mình làm và cách mình hướng dẫn. Đầu tiên thì mình sử dụng tép bạc non mua về làm sạch. Sau khi làm sạch và ngâm với nước muối thì mình sẽ trộn nó với một chút xíu rượu và đem đi phơi hơi ráo. Mình trộn rượu để cho tép nó săn hơn và thơm hơn, không bị tanh và hôi. Sau khi trộn với rượu xong thì mình sẽ trộn tép với hỗn hợp đường để cho hỗn hợp tép và đường tan chảy hòa quyện vào nhau, và mình phơi trực tiếp dưới nắng khoảng một tí để cho con tép nó vàng. Sau khi mình phơi hỗn hợp tép và đường ở ngoài nắng và tất cả các hỗn hợp tép nó vàng và nó đường nó tan đi hết á, và sau đó mình sẽ sắp vô keo. Thì cứ một lớp một lớp tép thì là một lớp tỏi, và mình cứ thế đan xen vào nhau, cứ tép và tỏi liên tục như vậy. Sau khi sắp tép mà vào keo xong hoàn tất thì mình sẽ chế nước mắm ngon vào, nước mắm truyền thống, nước mắm ngon. Mình chế nước mắm cho ngập hết cái tép, và mình phải đảm bảo rằng tép phải chìm hẳn ở trong cái nước mắm. Điều đó rất là quan trọng, nó giữ cho con tép nó không có bị hư sau một thời gian. Thì để chắc chắn rằng cái tép của mình nó nằm chìm ở trong thì mình dùng mía hoặc bất cứ vật liệu gì các bạn cảm thấy nó an toàn để gài cái tép này lại nằm chặt ở trong cái chai, trong cái keo như thế này. Và nó chắc chắn rằng mình phơi dưới nắng từ 3 cho đến 4 tuần cái tép mình nó không bị trồi lên. Sau khi gài nó xong thì mình phải phơi trực tiếp cái keo mắm tép của mình ở dưới nắng, trực tiếp dưới nắng nha, khoảng 3 đến 4 tuần. Theo mình thì mình phơi khoảng 3 tuần là bắt đầu nó vàng rồi. Nó vàng và rất là đẹp, nước trong. Sau khi phơi xong thì mình sẽ bảo quản bằng cách là bỏ cái hũ mắm tép mình vào cái ngăn mát của tủ lạnh thì mình ăn được lâu dài hơn. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì sau khi làm sạch và trộn phơi rượu với tép xong như cách thứ nhất thì thay vì mình trộn với đường mình đem đi phơi nắng một tí xíu thì mình sẽ không trộn với đường, mà mình sử dụng đường hỗn hợp, đường và nước mắm mình hòa lại với nhau để cho nó hỗn hợp nó tan đi hết. Sau khi tan và mình sẽ nấu hỗn hợp này sôi lên và để thật là nguội. Mình phải chắc chắn rằng cái hỗn hợp đường và nước mắm tan hoàn toàn và nguội hoàn toàn. Sau khi tan và nguội hết thì mình sẽ sắp cái tép mà trộn với rượu lúc nãy đó vào cái keo, cũng một lớp tép và một lớp tỏi, cứ như thế. Và mình chế cái hỗn hợp vừa đun sôi để nguội lúc nãy vào cái tép này, và mình cũng để cho nó ngập ở trong nước mắm. Khi đó mình cũng phơi từ 2 cho đến 3 tuần là mình có thể ăn được, tùy vào các bạn. Thì hai cách này làm khác nhau, mình thì mình thích làm cách thứ nhất hơn, tại vì mình cảm giác như là nó hợp khẩu vị là và mình thích cái cảm giác của nó hơn. Thì tùy vào các bạn mà chọn cho mình cách 1 hay cách 2 mà mình chia sẻ để làm cho gia đình mình có những món ăn ngon cho bản thân và gia đình của mình. Thì mong rằng một clip ngắn như thế này giúp cho các bạn hiểu hơn từng bước mà làm mắm tép mình sẽ không bị hư, hoặc là mình bỏ các bước đó thì mắm tép mình sẽ không bị ngon. Chúc các bạn thành công, có những món ăn bên gia đình và người thân của bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình chị sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.